mưa. Có ưa nhau ăn ăn đủ quay video vậy, mưa mưa mọi người. Bảo thương mình mà lại nhốt mình, vậy mà cứ bảo là thương mình, thế là ghét mình rồi. Cái tội là quá quậy nên là bị nhốt như hai đứa. Bây giờ mẹ sẽ đi nấu ăn đây. Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Nana Liu nha. Hôm nay thì Na sẽ quay một cái video, đó chính là chân gà nướng ướp sa tế mà Na đã rút hết sụn ra rồi mọi người, rút hết xương ra rồi thì rút rất là cực mọi người ạ. Thì hồi chiều giờ thì Na đã rút tới tận bây giờ là đã 10 giờ đêm rồi, Na quay rồi thì giờ mẹ Na ngủ thì Na sẽ quay với lại bạn Na ha. Thì đây là cái chân gà mà Na đang ướp và chuẩn bị quay cho mọi người. Cái này là cà tím nha mọi người, Na sẽ nướng kèm theo nha. Rút sụn hết rồi á. Bây giờ lửa đang hừng rồi thì Na sẽ bỏ lên nồi và quay clip mời mọi người cùng thưởng thức chung với Na nha. Khoan. Thì trước khi mà vào cái video này thì Na sẽ nhắc tới một cái sản phẩm mà Na luôn chia sẻ với các bạn, đó chính là viên uống giảm cân. Viên uống giảm cân là nửa liệu trình giảm từ 3 đến 4 kg, một liệu trình giảm từ 7 đến 8 kg nha mọi người, cực kỳ hiệu quả nha mọi người. Mọi người đây nhìn dáng Na này, Na là ra cực kỳ quan trọng cái dáng và ăn uống thì Na cũng cực kỳ coi là cái độ ăn uống của mình để hợp với cái dáng, tại vì Na lùn á mọi người, tiếp người là có chút xíu à, mà mập nữa thì không có xinh. Nhiều bạn thì thích mập thì cứ không cần dùng giảm cân, Na chỉ chia sẻ cho những bạn nào mà cần đến nó thôi. Và viên uống dưỡng tóc nha mọi người ơi, khô sơ chẻ ngọn hay là các bạn bị tóc lâu mọc á thì các bạn có thể sử dụng cái này, một ngày uống 2 viên nha. Viên uống trắng da nữa nè, viên uống trắng da là trắng từ sâu bên trong nha mọi người ơi. Một ngày uống 1 viên, nó sẽ giúp da các bạn cực kỳ trắng và hiệu quả từ sâu bên trong luôn. Còn mọi người muốn mua hàng thì cứ liên hệ với phần mô tả là Trương Lê Duyên. Bây giờ thì Na sẽ đi nướng đồ ăn thôi mọi người. Mọi người ơi, thì Na và Xanh đã nướng xong rồi. Thì kiểu như quay video đồ ăn á mọi người, mình không thể nào mà chuẩn bị hết tất cả. Ví dụ như là tóc tai gọn gàng, mặt mẹ phải đẹp đẽ, nhiều khi phải nấu á, rồi lửa này nọ nó ấy táp lên mặt nó không được xinh giống như những bạn mà trang điểm đi chơi đâu. Cho nên là mọi người cũng đừng có để ý lắm chỉ cái khuôn mặt hoặc là cái cách ăn bận á mọi người. Kiểu mình cảm thấy mình thoải mái là được á các bạn ơi. Cho nên là mọi người hãy thông cảm ở cái phần này nha. Còn bây giờ thì Na với Xanh đã nướng xong cái mâm rồi, thì rút cái này rất là lâu mọi người, và cái phần nướng nữa. Giờ này là khuya lắm rồi nhưng mà Na vẫn ăn mọi người ạ. Ăn là vừa lợi cho Na nhưng mà vẫn có video ra cho mọi người xem thì rất là vui. Ok, bây giờ mời mọi người nha. Na sẽ nặng tắt vào cái chén muối tiêu. Ủa, hello mọi người. Na xin chào tất cả mọi người nha. Chào Xanh. Nhạc nhạc Xanh. Xanh chào xong Xanh nói Na chứ. Sao nó bị nhạc nhạc sao nhỉ? Dạo này Xanh mặn rồi á mà không biết sao đoạn này lại bị nhạt. Cố gắng đi theo tôi chừng vài tháng nữa là sẽ mặn mà thôi. Mặn như nước biển Ninh Thuận. Nước biển Ninh Vũng Tàu cũng được. Làm như quả tôi không có biển gì ấy. À quên. Bà ở quê bà cũng có biển. Tính ra là biển bao quanh luôn á. Cái gì ghê vậy? Đây kìa. Có cái hộp tắc trong đây, giờ mình sẽ trộn lên, mình sẽ chấm và lường cái hộp tắc ra nha. Đây 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 đây. Wow, cái chén muối tiêu rất là hấp dẫn luôn mọi người, nhìn thấy không ạ? Muối tiêu mà toàn ớt. Tuyệt vời. Cái muối thơm, chua chua, cay cay. Ok nha, bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức chung với Na nha. Mời Xanh. Đây. Na sẽ lấy cái chân này đi. Cái chân mà nướng mà cháy cháy ăn nó mới ngon. Hai con chó nhìn anh nó. Ok. Đây nè mọi người. Mời mọi người. Cái chân gà mà rút sụn á, rút xương á, ăn nó đã miệng á mọi người. Khỏi phải ngựa cái xương ra bỏ.
nhìn thấy mà sẵn luôn. Thường mình đi ăn chân gà ở ngoài nó không có rút sụn cho mình á. Mình ăn mình phải cắn. Ở nhà mình làm mình rút sụn ăn bỏ vô miệng cái nha luôn. Mọi người nghe tiếng không? Ngon. Rộp rộp luôn á. Cái này á, cái chân gà nó dai. Cái sụn tới cái sụn nó sực. Thấm thêm cái vị sa tế và tương ớt nữa. Cay mọi người. Cay giòn, dai, ngon quá. Nào chị rút được cái xương lớn thôi mọi người, mấy cái xương nhỏ này rút lâu lắm. Cho nên nó để cái đoạn ăn á mình nó không được luôn á. Ừ. Cái tự cắn là bỏ thôi chứ. Kiểu có mấy con trai thì phụ mình làm đỡ. Hai người con gái làm không hết nữa đâu. Phương BD. Anh là BD. Phương thủ gia đình thứ ba rồi. Really nigga. Các bạn nào chịu giới tính thứ ba như mình không ta? Đúng rồi, mẹ có để cái đồ đựng xương nha mọi người. Đâu? Cái này là cà tím nè. Cái này mà ăn kèm với là mắm nêm thì sẽ rất là ngon. Rồi hôm nay anh nướng đồ nó có lấy ăn kèm nha. Cái cà tím này thì nó giòn, nó ngọt, thơm thơm đó mọi người. Ngon quá. Ngon thiệt á. Quên mất. Mà anh quay phim. Chà tưởng mới đi nè quên. Ngon quá nè quên. Mà anh quay phim. Mỗi lần anh quay phim quay anh phim kiểu nổi đó mọi người. Đây anh quay phim quay cho mọi người xem. Thấy cái gì hứng lại nhờ. Ok, cảm ơn Nai nha. Ngon nhờ. Cái thơm. Cái thơm mà nó ngọt ngọt với cái thịt kiểu mình ướp tương với lại sa tế á. Thấm cái vị cay và cái vị ngọt ngọt mặn mặn. Chấm thêm cái muối tiêu chua chua nữa. Đôi khi nó còn ngon ở ngoài tiệm á. Nhưng mà mọi người thì không sao nha, mình kiểu á, mình làm ở nhà thì mình cảm thấy nó ngon miệng là vì tự mình tự làm mình thấy nó ngon thôi chứ. Tiệm mà bán dở ở nhà thì thôi chứ ai ra tiệm ăn làm gì. Thì mới nói mình thấy vậy thôi chứ mọi người thì ăn tiệm hết thôi. Bữa nay phải giải thích lại cho mọi người đỡ hiểu nhầm. Chào mọi người ném đá. Cái này nó bị già nè mọi người. Ngon lắm luôn á. Thơm thơm. Ủa trái ớt rồi. Đúng rồi. Ừ. Mới căng cái miếng ớt luôn. Sặc lên luôn. Nó giải thích thêm một cái là các bạn có bình hay bình luận, Na có đọc bình luận nhiều lắm. Nói chung là mỗi đêm á, thời gian Na rảnh Na hay lướt đọc hết tất cả bình luận luôn mọi người. Thì có vài bạn bình luận như thế nào. Chị Na kênh lớn mà tại sao quay đồ ăn ít quá vậy? Thì cái kiểu của Na là như thế này. Ăn Na chỉ mua với cái đồ ăn mà đủ ăn thôi. Giống như là ăn thào như mình ăn hết hoặc là mình dư lại vậy một ít thôi. Chứ nhà thì có mình Na với mẹ thôi. Đôi khi có bạn Phương với bạn Xanh qua hỗ trợ thì cũng phụ ăn này nọ cho nó hết. Chú Na mà nấu cho nhiều ra thì bỏ ra nó rất là phí mọi người ạ. Tại vì Na cũng lên Sài Gòn, Na kiểu Na mướn nhà nó ở thôi chứ Na không có thân với ai ở đây. Ví dụ như ở quê Na đi thì Na sẽ quay nhiều cho mọi người xem. Ví dụ mà ở quê ăn không hết thì Na còn chia ra cho bà con ăn nữa. Còn ở đây thì Na không có quen ai hết mọi người, kiểu nhà nào thôi. Đổ thì quá phí đúng không ạ?
cho nên là phần đồ ăn mà Na quay là chỉ đủ ăn thôi, cho nên là mọi người thông cảm với cái phần này ha. Xuất sắc. Đây là cà nướng nè. Cái cà nướng này ăn thì nó thơm. Cắn một cái, thơm mềm, ngon quá vậy. Ăn thử đi. Đây còn nhai. Quá đã. Ngon anh ơi phim. Ngon. Trời ăn thấm tinh luôn ba. Thấy nào nói chuyện ngọt quá, để cho nó nói chuyện. Mấy bà ăn còn nhả xương, tôi ăn có nhả xương đâu. Anh ơi phim cho ăn chung cho vui hả? Thôi, để còn canh máy. Ngại ngùng rồi. Tiếp tục nào. Chéo không? Có gì đổi các bạn. Rồi ok, cảm ơn nè. Mời mọi người, mời anh Nguyên phim. Hả? Cay hả? Giờ thấm cay rồi. Phải giờ tôi có thấm cay. Vì sao? Này đi mua sa tế tôm. Thường thì sa tế tôm nó sẽ ít cay hơn. Còn này tôi mua sa tế ớt. À, toàn ớt không à. Cho nên nó có cái màu đỏ rực nè. Với lại cái mắm nữa. Chén muối tiêu. À nhầm. Ăn món nào cũng phải kèm theo rau á mọi người. Không có rau thì nó bị ngán. Có rau nhân ngán là có rau nó làm kích thích cái vị giác không? Ngán không. Có lẽ ăn rau tốt mà đâu phải không? Giảm cân. Tới tới nào có ra giờ mấy dự án âm nhạc nào không nào? Có. Bí mật mọi người ạ. Sắp tới nó có ra MV nhưng mà bí mật không bật mí đâu. Mà thằng quay phim nó dự trị quá, đáng lý là im ra luôn, không phải hỏi trừ lương. Đang dịch là đang đói đó nha, trừ lương đó hả? Trời ơi, mùa này nó thiệt với mọi người hả? Chết đứng chết ngồi mọi người ơi. Không có công ăn việc làm luôn á. Ăn ở nhà không à. Em biết chừng nằm hết dịch á. Khi nào mới hết dịch để mình còn có tiền quay những món ngon hơn trời. Mùa này đã đói đến nơi. Má là luôn ngon. Ăn cay nhưng mà ngon. Sành thang cay mấy. Ăn hơi dơ mọi người thông cảm nha. Cái này nó bị sượng à, bị hư trong mọi người. Cái trái cà này á, trái non ăn thì nó ngon lắm nha, trái già ăn thì nó thường thì đúng là đồ non lúc nào cũng ngon, đồ giả đó bà. Ủa cười gì vậy? Ủa mọi người nghĩ gì vậy? Đúng mà. Đúng rồi, ăn nói gì đâu, nãy giờ có phản bác gì đâu. Thường người ta nói gừng càng già càng cay. Cay lắm không ăn đâu. Ngon quá. Mỗi miếng cà trong miệng mình sốt sót. Ngon. Thơm. Thơm. Mình đã ăn thử miếng cà nào chưa? Ngon nhỉ. Đấy, mình phim ăn thử. Ăn kèm cái chân gà với cái này thì nó ngon lắm. Ăn
cà sống thì nó giòn, nhưng mà ăn cà chín thì đây lựa mấy cái nào mà nhiều thịt. Ôi dạ. Cảm ơn nha. Mấy cái sụn của cái viên gà dữ. Ăn dữ quá. Cắn một phát ăn sướng luôn rồi. Hôm nay rất là thích ăn da nè, giống như da heo mà hấp ở bên luộc xong mà chấm nước mắm chua ngọt á. Con chấm gì cho? Mắm tôm. Mắm nêm. À mắm nêm. Bà này bảo thì thích mắm nêm. Ngon luôn. Nhưng mà mắm nêm chấm không có ngon bằng mắm chua ngọt đâu. Mắm nêm là chẳng qua mình ăn bún mắm nêm thôi. Xanh thích ăn mắm nêm lắm. Mắm nó hơi chết mồ. Nào cũng thích ăn nữa. Đặc biệt cái này chấm với mắm đó thì ngon luôn. Rất khác luôn. Hoặc là chấm với mắm tôm. Mắm tôm hả? Rồi biết ăn. Ủa mắm tôm, mắm rút à? Mắm tôm, người ta thường thường người ta ăn mắm tôm á. Bà cũng ngựa lắm. Mà tôi đâu ăn mắm tôm à? Kệ bà chứ. Tụi mình vợ chứ không có phải ghét nhau đâu. Ghét lắm á. Ghét vãi đái. Mưa. Có ưa nhau. Ăn ăn đủ quay video vậy. Mưa mọi người. Quay video xong rồi là ghét nhau. Đuổi về. Ăn đuổi về. Kiểu mình không có thích mấy bạn dễ thương mình. Mình mưa. Mình thì ghét mấy bạn mà nói chuyện nhiều hơn mình không thích. Sao nói vậy? Nói lại để phiên dịch cho mọi người nghe cái. Là ghét những bạn nói chuyện nhiều hơn mình là mình không thích. Xanh bảo là Xanh không thích mấy bạn nói chuyện nhiều hơn Xanh. Vậy bà câm luôn đi. Vậy là bây giờ từ bây giờ là bắt đầu từ bây giờ tới cuối video là không nói luôn. Thôi nói đi năn nỉ á má. Nãy mình làm tới là 25 cái chân á. 25 cái chân. Ngồi mà cắt từng khúc là gần hơn gần 2 tiếng chưa ta. Mà thường mình ra quán mình ăn tầm 4 cái là mình ngán. Một phần á, hai phần, một phần hai chân. Một cặp hai chân. Một cặp hai chân. Không đồng nhà bài học á. Cặp hai chân đúng rồi. Đúng rồi. Cặp ba chân, ai đưa cặp hai chân vậy? Cặp hai chân mình phải điên à. Cặp ba chân. Cặp ba chân của mày cặp gì vậy đó? Lâu. Một bộ nó là sẽ gồm ba chân. Tụ lâu. Anh phim hết não mà mình mọi người quá. Tin hỏi mấy thằng con trai đi, mấy thằng con trai sẽ biết là... Ừ, con trai thì tao biết rồi đó. Tao biết rồi đó, tao biết ba chân gì rồi đó. Cái gì? Một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại. Có một thằng cu. Cả lộn cát không? Trend. Chính ra là biết câu đó đâu ra quá. Gì? À cái gì? Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ. Cả lộn cát không? Trời, cái gì nữa quên rồi. Hôm qua tắt nước đầu đình. Hôm qua tắt nước đầu đình. Tắt qua tắt lại. Cãi lộn cát không? Cãi lộn nha mọi người nghe cho kỹ nha, cãi lộn nha mọi người. Còn 2 4 6 8. Bây giờ mình sẽ kêu anh quay phim hỗ trợ tụi mình ăn. Chứ tại vì Nam với Xanh ăn cũng không được nhiều. Rồi tụi mình sẽ ăn phần còn lại nha mọi người. Nói chung là hôm nay á, kiểu quay xong á, trải nghiệm mấy cái món ở nhà tự làm nữa, rất là vui, ngon. Rồi quay có video mới cho mọi người xem nữa. Thì cảm ơn mọi người đã ủng hộ như những cái video mà Na thường xuyên ra. Nói chung là dạo này Na cảm thấy là view của Na rất là ok đúng mọi người. Nhưng mà cái thắc mắc một cái bữa là cái video tôm hùm nha mọi người. Na đăng thường á thì giờ của Na đăng là 6 giờ đúng không?
Thì hôm đó Nam mới đăng được tới trước 12 giờ Nam vào nó xem. Thì 6 giờ chiều tới trước 12 giờ, thường thì giờ đó là Nam chỉ được có 100 mấy ngàn view thôi. Nhưng mà hôm đó đùng một phát tới gần 500 ngàn view, nó hết hồn chí luôn á. Nam coi trời ơi sao view lên nhanh quá vậy. Thì Nam nghĩ là từ đây tới sáng chắc là được 1 triệu view luôn á. Nhưng mà không hiểu sao tới sáng 12 giờ trưa Nam kiểm tra lại thì nó 500 ngàn view à. Nó bị đứng view hay bị chặn view, ừ nó bị chặn view hay gì không biết nữa. Ok đó. Ừ xong rồi, nhưng mà bây giờ thì cũng được 800 ngàn view rồi. Nói chung dạo này view nó cảm thấy ổn lắm, mà cảm ơn mọi người đã ủng hộ Nam nhiệt tình như vậy nha. Mọi người nhớ cho Nam một like, một subscribe, bình luận phía dưới cho Nam thấy nha. Cảm ơn mọi người, mọi người có thắc mắc gì thì cứ bình luận phía dưới cho Nam trả lời nha. Bye bye, love you.